thuốc lá, một thói quen xuất hiện ở khắp mọi nơi đã trở thành nguy cơ cho cả cộng đồng. Hơn 40.000 ca tử vong mỗi năm, 100 người chết vì thuốc lá mỗi ngày. Nguy cơ sẽ tăng lên là 70.000 ca tử vong vào năm 2030. Trước khi nào tình trạng hút thuốc lá tại Việt Nam lại phổ biến và đáng báo động về thiệt hại hơn thời điểm này? Thế nhưng, những nỗ lực để phòng chống tác hại của thuốc lá đối với nhiều người chỉ dừng lại ở những hối hận muộn màng. Câu chuyện hãy nói không với thuốc lá, đừng để quá muộn được chúng tôi phản ánh tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Phóng sự hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá. Bệnh nhân Vũ Văn Hoàng bị phổi tắc nghẽn mãn tính, thời gian ông phải nằm viện nhiều hơn ở nhà. Với thâm niên hút thuốc lá mấy chục năm, ngày trẻ hút đến 2-3 mỗi ngày, lại thêm cả nghiện thuốc lào nữa, giờ sức khỏe suy kiệt, nằm viện triền miên làm ông cảm thấy hối hận. Tác hại của thuốc lá thì từ ngày hút là đến khi về già rồi thì mới biết là cái tác hại của nó thì đã muộn rồi. Cho nên là bây giờ không dám hút và khuyên mọi người là không nên hút thuốc lá lúc nào để đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Lúc mà mình bị rồi thì mình mất sức khỏe đấy thì cũng ân hận mấy vợ con rồi này, mất tiền của rồi này, không mua lại được sức khỏe nữa. Ông tôi là hút thuốc khoảng 20 năm, thì bây giờ là bị bệnh phổi tắc nghẽn. Thì vào đến đây là nhờ các bác sĩ chăm sóc tận tình đến nơi đến chốn. Ông ấy liên tục, tức là vài ngày, một tháng ông ấy đi khoảng 2 lần hoặc 3 lần. Đều nhờ các bác sĩ chăm sóc ở trên này, không có bác sĩ thì chết. Tương tự, bệnh nhân Lưu Đình Thu nghiện thuốc lá gần 40 năm, giờ bị hen phế quản nặng, chưa bao giờ lại sợ thuốc lá như bây giờ. Theo các bác sĩ, trong số hơn 7.000 chất độc hại, trong thành phần của khói thuốc lá có khoảng 4.000 chất độc hại, 50 chất gây ung thư. Khi hút thuốc, các chất này tác động lên tế bào bề mặt của đường hô hấp, gây nên tình trạng viêm phổi mãn tính, thậm chí chúng còn phá hủy và làm biến đổi tế bào, dẫn đến các bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch. Nếu nguy cơ tử vong vì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở người không hút thuốc lá là 1, thì nguy cơ này tăng lên 66 lần ở người nghiện thuốc lá. Tỷ lệ bệnh nhân gia tăng của cái bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính ấy thì càng cao, mà đa số là cái tuổi gặp cũng phải tầm trên 40-50. Tức là khi mà họ đã hút thuốc lá trong một thời gian rất là dài rồi thì bắt đầu mới có biểu hiện. Mà trước đây có thể họ biểu hiện rất nhẹ nhàng thôi, ho khạc đờm thì họ không đi khám. Khi mà có tình trạng khó thở, tức là lúc đấy tắc nghẽn đã có rồi. Và mức độ tắc nghẽn thì nó có một đặc điểm là nó đã tắc nghẽn thì không bao giờ có chuyển trở về bình thường, mà mức độ tắc nghẽn càng ngày càng tăng, càng nặng dần lên. Đối với những người chưa hút thì cố gắng là không nên hút. Bởi vì khi đã tiếp xúc rồi thì chúng ta giống như tiêm ma túy ấy, khi đã hút rồi thì chúng ta có biểu hiện nghiện, mà nghiện rồi thì rất là khó bỏ. Thực tế cho thấy có nhiều người dân nhận biết được tác hại của thuốc lá và có ý định cai nghiện. Tuy nhiên, cai nghiện thuốc lá không phải là điều dễ dàng bởi chất nicotine trong thuốc lá khiến cho người hút dễ nghiện. Có những bệnh nhân nhập viện quyết tâm cai thuốc nhưng khi bệnh tình thuyên giảm lại tái nghiện. Điều này rất nguy hiểm, nhất là với những bệnh nhân đã có tổn thương ở phổi bởi bệnh rất dễ phát triển thành ung thư phổi, ung thư khoang miệng, ảnh hưởng đến cả tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy người hút một điếu thuốc lá đồng nghĩa bị giảm 5,5 phút tuổi thọ. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc ngắn hơn so với người không hút thuốc từ 8 đến 10 năm. Số người tử vong do thuốc lá gây ra gấp 3 lần số người chết vì HIV và tai nạn giao thông. Vì vậy, hãy từ bỏ thuốc lá ngay hôm nay trước khi quá muộn.